tăng đà đắc đạo tư đà hàm, tăng đà đắc quả tư đà hàm, tăng đà đắc đạo a na hàm, tăng đà đắc quả a na hàm, tăng đà đắc đạo a la hán, tăng đà đắc quả a la hán. Ê sa pa ca wa tu sa wa ca sang cô, chư tăng ấy là bậc thinh văn đệ tử Phật. Ở hôm nay vô các ngài đang thọ lãnh bốn món vật dụng của tính thiết, ở phương xa đem đến dân cúng cho những người có giới hạnh. Pa hu nay yo, các ngài đang thọ lãnh của tinh thi mà họ dành để cho thân quyến cùng bầu bạn ở các nơi, nhưng họ lại đem đến dân cúng cho các ngài. Đã khi nay yo, các ngài đang thọ lãnh của tinh thi, tình lý nhân quả đem đến dân cúng. Anjalikarini yo, các ngài đang cho chúng sanh lễ bái. Anunta rằng quân nhận kiến tăng lô kha sa ti, các ngài là phước điền của chúng sanh không đâu bị kịp. Nam thi mê sa ra năng an nhân sẵn khô mê sa ra năng quá răng, ê thê na sân cho quán chê na hồ mê chê ra măng ca lăng. Chẳng có gì đáng cho con phải nương theo, chỉ có đức tăng là quý báu, nên con phải hết lòng thành kính mà nương theo, đặng cầu sự an lạc đến cho con, ý như lời chân thật này. Quan đa mi chê thi yang sanh phang sa phan ta ne su pa tin thi tăng sa ri ri kha tha tu ma ha bồ tê bún tha mu bang sa ca lăng sa đa. Con xin thành kính làm lễ tất cả các bảo tháp ngọc xa lời đại thọ bồ đề và kim thân Phật đã trào thờ trong khắp mọi nơi. Thế Tôn lời giải tỏ tường, năm điều quán tưởng phải thường xem ra. Ta đây phải có sự già, thế nào tránh thoát lúc qua canh tàn. Ta đây bệnh tật phải mang, thế nào tránh thoát đặng an mạnh lành. Ta đây sự chết sẵn dành, thế nào tránh thoát tự sinh đền kỳ. Ta đây phải chịu phân ly, nhân vật quý mến ta đi biệt mà. Ta đi với nghiệp của ta, dầu cho tốt xấu tạo ra từ mình. Theo ta như bóng theo hình, ta thọ quả báo phận minh kết thành. Sắc tê sắc ta a vê ra hôn tư sư khi ta hôn tư nín tư kha hôn tư ấm dạ pa cha hôn tư ấn đi kha hôn tư đi kha yu kha hôn tư a ro kha hôn tư sam văn thi hi sa mít chan tư sư khi ta ta năng pa ri ha ran tư đức khắp phát ta cha nít đức kha pha yết phát ta cha nít pha ya so kha phát ta cha nít so kha hồn tu sắp về bi ba ni no. Nguyện cho tất cả chúng sanh đừng có oan trái lẫn nhau, hãy cho được sự yên vui, đừng có khổ, đừng làm hại lẫn nhau, đừng có hẹp đường, hãy cho được sống lâu, đừng có bệnh hoạn, hãy cho được thành tựu đầy đủ, hãy giữ mình cho được sự yên vui. Tất cả chúng sanh đến khổ rồi, xin đừng cho có khổ, đến sự kinh sợ rồi, xin đừng cho kinh sợ. Đem sự thương tiếc rồi, xin đừng cho thương tiếc. Dạ, Nam Mô Bố Tha Giá. Con thành kính đảnh lễ chư công đức tăng, con thành kính đảnh lễ ngài trí đức. Con kính mời đạo tràng cùng con thọ tam quy và ngũ giới.
sa ma yam văn tê quy sung quy sung ran kha na tha ya ti sa ra ne na sa ha văn cha si la ni ya cha ma. Bạch ngài, chúng con xin thọ trì tam quy và ngũ giới nơi tam bảo để vân diệu hành theo cho được sự lợi ích. Tu ti yam ti ma yam văn tê quy sung quy sung ran kha na tha ya ti sa ra ne na sa ha văn cha si la ni ya cha ma. Bạch ngài, chúng con xin thọ trì tam quy và ngũ giới nơi tam bảo để vân diệu hành theo cho được sự lợi ích lần thứ nhì. Ta ti yam vi ma yam văn tê quy sung ran kha na tha ya ti sa ra ne na sa ha văn cha si la ni ya cha ma. Bạch ngài, chúng con xin thọ trì tam quy và ngũ giới nơi tam bảo để vân diệu hành theo cho được sự lợi ích lần thứ ba. Chúng con thành kính cung thỉnh ngài tiếp truyền tam quy và ngũ giới cho hàng Phật tử chúng con kính dâng đức đến ngài. Nam mô Bụt Thà Dạ. Nam mô Bụt Thà Dạ. Nam mô Tham Ma Dạ. Nam mô Sang Thà Dạ. Trước tiên kính lễ chư tôn thiền đức tăng trong những đức nam mà chúng tôi không được rõ. Xin chào quý ni sư, quý cô tu nữ. Kính chào chư thiện nam tín nữ, xin được thay mặt chư tăng truyền tâm quy và ngũ giới đến đạo tràng pháp hội. Bụt đăng sa nâng ca cha mi, con đem hết lòng thành kính xin quy Phật. Đồng mong sa nâng ca cha mi, con đem hết lòng thành kính xin quy Pháp. Sang căn sa nâng ca cha mi, con đem hết lòng thành kính xin quy tăng. Đồ ti yam bi bồ đăng sa nâng ca cha mi, con đem hết lòng thành kính xin quy Phật lần thứ nhì. Đồ ti yam bi đắc mong sa nâng ca cha mi, con đem hết lòng thành kính xin quy Pháp lần thứ nhì. Đồ ti yam bi sang khăng sa nâng ca cha mi, con đem hết lòng thành kính xin quy tăng lần thứ nhì. Ta ti yam bi bút đăng sa nâng ca cha mi, con đem hết lòng thành kính xin quy Phật lần thứ ba. Ta ti yam bi đắc mong sa nâng ca cha mi, con đem hết lòng thành kính xin quy Pháp lần thứ ba. Ta ti yam bi sang khăng sa nâng ca cha mi, con đem hết lòng thành kính xin quy tăng lần thứ ba. Bụt thăng saranang gacchami, con đem hết lòng thành kính xin quy y Phật. Tham băng saranang gacchami, con đem hết lòng thành kính xin quy y Pháp. Sang thăng saranang gacchami, con đem hết lòng thành kính xin quy y tăng. Tu ti yam pi bụt thăng saranang gacchami, con đem hết lòng thành kính xin quy Phật lần thứ nhì. Tu ti yam pi tham mang saranang gacchami, con đem hết lòng thành kính xin quy Pháp lần thứ nhì. Tu ti yam pi sang khăng saranang gacchami, con đem hết lòng thành kính xin quy tăng lần thứ nhì. Ta ti yam pi bồn thăng saranang gacchami, con đem hết lòng thành kính xin quy Phật lần thứ ba. Ta ti yam pi tham mang saranang gacchami, con đem hết lòng thành kính xin quy Pháp lần thứ ba. Ta ti yam pi sang khăng saranang gacchami, con đem hết lòng thành kính xin quy tăng lần thứ ba. Ti saranang nithi tăng, pháp quy tam bảo tròn đủ, chỉ có bấy nhiêu. Amapante, dạ chúng con xin vâng. Bà na thi ba ta về ra mắt y sẽ khó bất năng xâm mắt giáo mi, còn xin vâng dự điều học là quy tránh xa sự sát sanh. Đinh na đa na
Vệ ra mắt đi sẽ khó bất năng sa ma giáo mi. Còn xin với những điều học là quy tánh xa sư trôn cấp. Cà mê su mi cha cha ra. Vệ ra mắt đi sẽ khó bất năng sa ma giáo mi. Còn xin với những điều học là quy tánh xa sư tà hạnh. Mũ sa hoa đa. Về ra mắt đi sẽ khó bất năng sa ma đi giáo mi. Còn xin với những điều học là quy tánh xa sư nói dối. Sư ra mê ra yam ma cha pa ma đa tha na. Về ra mắt đi sẽ khó bất năng sa ma đi giáo mi. Còn xin với những điều học là quy tánh xa sư dễ du uống rượu và các chất sai. Panatipata Veramadhi Sikhapadang Samadhiyami. Con xin vâng giữ điều học là có ý tránh xa sự sát sanh. Adinnadana Veramadhi Sikhapadang Samadhiyami. Con xin vâng giữ điều học là có ý tránh xa sự trộm cắp. Kamesu Minchachara Veramadhi Sikhapadang Samadhiyami. Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự tà hạnh. Musawata Veramani Sikkhapadang Samadhiyami. Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự nói dối. Surameraya Matchapamadanthana Veramani Sikkhapadang Samadhiyami. Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự dễ vui uống rượu và các chất sai. Ít ma nê băn cha sê khắp đá nê sa tu căng ca toa ngập bá ma đê nê nê cha ca lăng sa ma rắc khi ta băng. Chư Phật tử, sau khi tỏ trì tâm quy và ngục giới nơi tam bảo rồi, phải ráng quen dự hành theo cho được trong sạch, đừng có dễ vui. A ma phan tê, dạ chúng con xin vâng. Sì lê na su ca tinh doan tị, sì lê na phu ca sâm bá đàn, sì lê na ni pu tinh doan tị ta sman, sì lăng quý sô thác diện. Các chúng sanh đã sanh về qua trời cũng nhờ giữ giới, được giàu sang đầy đủ tài sản cũng nhờ giữ giới, được giải thoát nhập niết bàn cũng nhờ giữ giới. Bởi các cái cho nên chư Phật tử phải ráng thọ trì giới luật cho được trong sạch, đừng để lầm nhớ. Xà thức lành thai. Alo, Sittina ơi, bây giờ sám hối ha, Phật Pháp Tăng rồi khi đó mới phúc chúc đến đại tràng rồi hồi hướng nha. Alo, Sittina, xin mời. Dạ, con bị cái mic nó bị lóc. Dạ, con xin sám hối Phật Pháp Tăng. Dạ. Unta mangge na wande hang. Padapan suwa unta mang punthe yo kavito doso puntho kamatu tang ma mang. Con xin hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ vi trần dưới chân Đức Phật là đấng chí tôn chí thánh. Các tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến Phật bảo, cúi xin Phật bảo xa tội lỗi ấy cho con. Unta mang ghe na wan de hang. Tham man cha tu vi thăng quá răng. Tham mê yô kha li tô đô sô. Tham mô kha ma tu tăng ma măng.
Con xin hết lòng thành kính, cúi đầu làm lễ hai hạng pháp bảo là pháp học và pháp hành. Các tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến pháp bảo, cúi xin pháp bảo xa tội lỗi ấy cho con. Un ta mang ghe na wan de ham sang khan cha du vin thon ta mang sang khe yo kha li to do so sang khô ca ma tu tăng ma mang. Con xin hết lòng thành kính, cúi đầu làm lễ hai bậc tăng bảo là Phạm Tăng và Thanh Tăng. Các tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến tăng bảo, cúi xin tăng bảo xa tội lỗi ấy cho con. Chúng con thành kính cung thỉnh chúc phúc cho hàng Phật tử chúng con để trọn đủ phước báo và con kính cho mít đến ngài. Nam mô Bụt Thà Giá. Sư Rạc Miền Mẹ Bụt Thá Sĩ Thô Sà Rì Bụt Tô Chà Đặc Khi Nệ Hoa Mặn Sê Mộc Ca La Nô Phụ Rạc Cà Thế Dân Bạch Chí Mẹ Mà Mà A Nan Đô Khi Nà Sá Hoa Chà Tụt Đi Sà Sá Mạnh Tà Lô Cà Bà La Chí In Đá Đê Hoa Sà Phạm Mà Ca Hê Tê Sang A Nú Phà Quê Nà Sà Bê Phá Giao Bạch Đá Hoa Nê Ca Anh Tà Rà Yà Phì Vì Nà Sàn Tù A Sê Dạ tôn Đức Phật ngự trên đầu, vai mặt Xá Lợi Phất, vai trái Kiền Liên Hầu. Trước mặt là tâm tạng, sau lưng A Nan chầu, bốn phương A La Hán, Đế Thích Lẫn Phạm Thiên, do oai lực pháp màu. Hộ trì cả năm châu, rủi ro và tai hại, tất cả đều lo âu, xin được mau tiêu diệt. Số thành lập thổ xuất tổ rồi nó hộ bồ tát sa sa ne rồ bồ xuất tổ hội sa hạ sa bế nhà tiếp vi sa thà lập tham xuất tạo bồ rồi nó hạ bồ tát sa sa ne rồ ga xuất tạo hội sa hạ sa bế nhà tiếp vi tề thà lập tha xuất tạo rồi nó hạ bồ tát sa sa ne rồ ga xuất tạo hội ta sa hạ sa bế hệ nhà tị tuyên cầu xin cho các thiền tín được sự lợi ích, được sự an vui, được sự tấn hoa trong đường Phật đạo. Cầu xin cho các thiền tín khỏi bệnh hoạn, được an vui cho mình và những người trong giáo quyến cả thái Sitiya Chanagatha. Xin tham anh tôi xin tham anh tôi xin tham anh tôi đăng phát lăng nghệ tạc minh rắc nát thầy minh xăm bát xa đền hạ chêm. Tạ số cầu xin cho quả của tâm tín thành tam bảo, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn. Xa thức lành thay, chúng con thành kính tri ân ngài Chí Thức đã truyền tam tông quy và ngũ giới cho hàng Phật tử chúng con. Akasattha cha bhummattha devanaka mahittika punyanno anumodantu chiram rakkhantu sasanam. Akasattha cha bhummattha devanaka mahittika punyanno anumodantu chiram rakkhantu lokau. Akasattha cha bhummattha devanaka mahittika punyanno anumodantu chiram rakkhantu nyatayo. Akasattha cha bhummattha devanaka mahittika punyanno anumodantu chiram rakkhantu panino. Akasattha cha bhummattha devanaka mahittika punyanno anumodantu chiram rakkhantu no sada. Ê đằng nô nha thi năng hô túc sư khi ta hồn tức nhà tác dô. Do sự phước báo mà chúng con đã trong sạch làm đây, xin hồi hướng đến thân bằng quyến thuộc đã quá vãng, cầu mong cho các vị ấy hằng được sự yên vui. Ê đằng quá tận mê phùn nhân à sa hoa khả gia quá hồn hồ túc. Do sự phước báo mà chúng con đã trong sạch làm đây, hãy là pháp duyên lành để dứt khỏi những điều ô nhiễm ngũ ngầm nơi tâm. Với phần phước mà con đã tạo, con kính dâng đến chư tôn đức tăng, con kính dâng đến ngài Trí Đức, quý bà quý cô tu nữ thầy kinh, nguyện cầu quý ngài pháp thể kinh an đạo quả sớm viên thành. Con kính dâng quả phước này đến chư thi ngự,
ở mười muôn triệu thế giới Sa Bà, vua trời Đế Tích Diêm Vương xin kính quý ngài hoan hỷ thọ nhận phần phước báo thanh cao này. Con kính chiêu phước này đến đạo tràng, nguyện cầu quý đạo hữu an vui tiến hóa trong giáo pháp của Đức Thế Tôn Gotama. Hi đằng nô buồn nhân ni bà na sa bát chất hồ tú, do sự phước báo mà chúng con đã trong sạch làm đây, hãy là pháp duyên lành để thành tựu niết bàn. Xà thức lành thay. Giờ lễ bái đã tam bảo đã hoàn mãn, con kính tri ân ngài trí đức, con kính ân đạo tràng, tri ân đạo tràng. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sằng Khà Giá. Dạ, con bây giờ cũng đến giờ học vi diệu pháp của thầy kinh, con kính mời quý đạo hữu cùng con thỉnh pháp sư ạ. Nam mô Tha Sa Pa Ta Wa Tu A Ra Ha Tu Sam Ma Sam Phun Tha Sa. Nam mô Tha Sa Pa Ta Wa Tu A Ra Ha Tu Sam Ma Sam Phun Tha Sa. Nam mô Tha Sa Pa Ta Wa Tu A Ra Ha Tu Sam Ma Sam Phun Tha Sa. Brahmacalokatipati sahampati katanjaliyam thivaram ayacata santi thasantam parajankajatika dese tu thammam anukampimam pacham santhamma perim vinayam chakayam sụn tăng cha bản thân a vi thân ma chăm măng a cô tâm tu cha tu sẵn cha đàn đăng pháp bố tha nay ye pa ri sa ya mắt chê chúng sanh tất cả buồn hèn như sen trong nước minh quang luôn chờ trời lúa mộng đắng nhờ ánh sen chỗ hoa lành rải tán mùi hương và màu ánh sáng phi thường chiếu khắp ba cõi rõ đường an vui phạm thiên lòng kính thành cung tĩnh phận lặng thinh tỏ ý nhận lời từ bi khai đạo độ đời nhắm vườn lộc giả ngại dời chân sang chuyển pháp luân độ các hàng đệ tử có năm thầy tĩnh giữ pháp từ đó là nhóm kiệu trọng như được nếm hương vị hữu dư niềm vàng rồi từ đó mở mang giáo pháp 45 hạ giám vẹn toàn một lòng chẳng thôi không mòn những điều lợi ích hạn còn lâu năm cả tam giới thừa âm vô cập tám mưa lành rơi khắp thế gian bởi nhân cơ tích rõ ràng thịnh ngài thuyết pháp nói đàn tự bi chúng sanh ngồi khắp chốn ni tôi mê đường trí tri vẹn toàn. Chúng con thành kính thỉnh thầy kinh đăng đàn để hướng dẫn chúng con buổi học hôm nay. Con kính chúc quý đạo hữu tín pháp được an vui. Con kính dâng biết đến thầy. Nam mô Bụt Tha Giá. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sằng Khà Giá. Kính lễ Sĩ Trí Đức, kính lễ Chư Tôn Đức Tăng trong rừng. Thân chào tất cả quý vị. Hôm nay hình như hôm nay là qua bài một bài kỳ trước học lỡ dở thôi quý vị. Chúc ai có ghi bài đó chắc có ghi phải không? Chúc quý vị lên trình bày lại cái bài đó. Bài gì đó rồi. Hôm nay mình tiếp tục học bài đó ha. Chúc quý vị nhớ lên trình bày lại nha. Trước khi vào buổi học chúng ta cùng nhau lãnh lễ toàn bộ tóm tắt. Arahang samma sambuddho bhagava buddhang bhagavan tang abhivadayami svakkhato bhagavata dhammo dhammang namassami
Sapatibano Pagavato Savakanko Sankhan Namami Ma Sambutamatlang Satam Maganutamang Apiwa Diyapa Sissang Apitamatasang. Con xin thành kính đảnh lễ đấng toàn giác vô song, giáo pháp tối thượng và giáo hội chúng tăng cao quý. Con xin nói về những gì chứa đựng trong vi diệu pháp. Nam mô Bụt Tha Dạ, Nam mô Tam Ma Dạ, Nam mô Sa Di Đà. Rồi bây giờ đọc bài Bali trước ha, rồi sau đó mời một vị nào đó trình bày cái bài lộ nhập thiền gì trước học đang học nói chừng. Để mình học tiếp luôn. Rồi xin mời MC post bài mời. Cũng tỉnh tất cả quý vị ha. Nam mô Bụt Tha Dạ, Nam mô Tham Ma Dạ, Nam mô Sang Kha Dạ. Dạ, cảm ơn cô Nhật Bình cho biết tín hiệu đã nghe được âm thanh rõ. Dạ, cảm ơn quý vị. Dạ, trước hết con kính đảnh lễ ba ngôi tam bảo, con kính đảnh lễ ngài Trí Đức cùng chư tôn đức. Con kính đảnh lễ quý bà, quý cô tu nữ. Dạ, con kính chào thầy kinh. Con kính chào toàn thể đạo tràng. Dạ, con xin phép đọc bài hôm nay. Đoạn 1. Áp ba na cha wa na wa re ba na quy phù. Quy phù ta quy phù ta phê đồ nát thi ta tha. Ta đà lầm ba núp ba đồ cha. Trong phương cách diễn tiến của chá quá ná Abbana, tuyệt đối an trụ không có sự phân biệt giữa sáng và tối, cùng thế ấy không có tâm quả đăng ký na cảnh. Tát tha hi nhà na sầm ba yut ta ca ma quá cha ra cha quá na năng át thành năng anh nhá ta ra mình ba ri cầm mu ba cha ra nu lô ma gô tra phù na mê na cha tuất khách tùng tích khách tu mê quát hòa gia thác ca mạng ấp bát chích tòa ni rút thệ ta đa nàn ta ra mê quá gia thà ra hằng tốt thằng bành cha màng hòa chấp bì sa ti ma hạt gà ta lô cút ta ra cha hoa nề su gia thà phi nì hà ra hoa sề na dặn kinh chí cha hoa nàng ấp ba nà quỳ thi mồ ta ra ti ta tô ba rằng ấp ba nà quá xà nề pha hoàng ra bà tổ quá hồ ti. Trong trường hợp này, bất luận tâm nào trong tám cha quá ná thuộc dục giới liên hợp với tri kiến khởi sanh theo thứ tự ba hoặc bốn lần như chập tâm chuẩn bị bá rí căm má cận hành ú bá cha ra thuận thứ nú lồ má và chuyển tánh gô tra phù. Tức khắc sau khi những chập tâm này chấm dứt, trong chập thứ tư hay thứ năm, tùy trường hợp, bất luận tâm cháo quá ná nào, trong 26 loại tâm cao thượng, thiền và siêu thế, nhập vào tiến trình thiền, tùy hợp theo sự cố gắng thích ứng. Ba nồ đòa rề quỳ thí chích tắp bá quát. Tí na dồ, tiến trình tâm khởi phát xuyên qua ý môn. Ma nô đòa rề ba na gia đi quy phụ, ta mà lầm ba năng a ba thằng, a gắt cha tí ta tô ba rằng, pha hoàng gà cha la na ma nô đòa ra, quách cha na cha wa na. Qua xà nề ta đà rầm ma na bà cà ni ba quát tành ti ta tô ba rằng pha hoàng ga ba tô a quy phụ tề
ba na làm ba nề cha wa na wa sa nề. Ta đà rằm ma na bà ca ni ba quách anh ti ta tổ ba rằng phá hoàng gá ba tổ. A quy phù tề ba na làm ba nề cha wa na wa sa nề phá hoàng gá ba tổ wa hồ ti na thi ta đà làm ba núp ba đồ ti. Trong ý môn, khi một đối tượng sáng nhập vào bằng đường lối này, tâm quả đăng ký khởi phát khi chập phá quần gá dao động. Ý môn hướng tâm và cha quá ná chấm dứt, sau đó chìm biến vào phá quần gá. Trong trường hợp một đối tượng tối có sự chìm biến vào phá quần gá sau khi luồng cha quá ná chấm dứt, mà không tạo điều kiện cho tâm quả đăng ký khởi sanh. Quýt thi chích tà ni tì nề quá chích tấp bà đà đa sê ri tà. Quýt thà rê na ba nét thề ca chách tà lì sa quy phà quá dê. A gia mét tha ba rích ta cha quá na quà rô. Ba phương cách và 10 loại tâm khác nhau trong tiến trình tâm được dạy sẽ được giải thích rằng vào chi tiết có 41 loại tâm ở đây. Đây là phương cách diễn tiến của cha quá na phụ appana quỳ thi chích tập ba quá tí na dồ tiến trình tâm an chỉ. Vậy vậy con đã đọc xong, cảm ơn cô Nhật Quỳnh đã bốt bài, con kính cảm ơn thầy Kinh. Dạ, bây giờ con nhường mic cho người kế tiếp ạ. Dạ, Nam Mô Bụt Thầy Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sang Khai Giá. Con kính lãnh lễ Sư Trí Đức, con kính chào Thầy Kinh, kính chào toàn thể đạo tràng. Dạ, cảm ơn các bạn đã cho tín hiệu nghe rõ ạ. Dạ, con xin đọc bài đoạn 2. Tát Tha Sô Ma Na Sa Sa Ha Gát Tá Chá Quá Nà Nàng Ta Rằng Ấp Pana piso manasasahagata wa patikan kitap ba upekha sahagata cawana nang tarang upekha sahagata wa tattha pikusala cawana nang tarang kusala cawana jiwa hetti nang ca phalattayamappe ti kriya cawana nang tarang kriya cawana arahatta phalam ca appe ti. Ở đây tức khắc theo sau một cháu quá ná với thọ hỷ, một cháu quá ná appana sát na định với thọ hỷ ắt sẽ khởi phát, sau một cháu quá ná đồng phát sanh với thọ xả, một cháu quá ná appana liên hợp với thọ xả ắt phát sanh. Ở đây cũng vậy, một cháu quá ná appana thiện sẽ nói tiếp theo sau một cháu quá ná thiện, và trong trường hợp chứng ngộ sanna pháp tí sẽ tạo duyên cho ba quả thấp hơn khởi phát. Sau một cháu quá ná hành sẽ có một cháu quá ná hành và quả a la hán nối tiếp. Di quát tìm xá xuất khắp buồn nhầm hà đòa đa sô bích khắc cà ba rằng xuất khí tác khí giá tồ áp thác chá sầm phòn tí u bích khắc cà. Sau tám thiện có ba nhân tí hê túc cà liên hợp với thọ hỷ, 32 loại tâm khởi phát, 4 thiện sắc cộng 28 thiện siêu thế. Sau tâm thiện có ba nhân liên hợp với thọ xả, 12 loại, một ngũ thiền sắc cộng 4 thiền vô sắc cộng 7 ngũ thiền siêu thế. Sau tâm hành có ba nhân liên hợp với thọ hỷ, 8 loại, 4 thiền di tắc sắc cộng 4 thiền a la hán quả. Và sau tâm hành có ba nhân liên hợp với thọ xả có 6 loại tâm, một ngũ thiền sắc cộng 4 thiền vô sắc cộng ngũ thiền a la hán quả. Út thức chá nà ná sắc khà nằng cà má bùn nhà tí hề tu hồ tu tồ tí hề tu cà má khí giá tồ ví tá gà gà nằng áp tá nà á giá mét thá má nồ đòa về vì thí chít tắp tá quách tí ná dồ. Đối với hạng phàm nhân và hạng còn phải tu tập xê khá
tâm quả Appana phát khởi sau tâm thiện có ba nhân thuộc dục giới, nhưng đối với những vị không còn tham ái là sau tâm hành thuộc dục giới. Đây là phương cách diễn tiến của tiến trình tâm phát sanh qua ý môn. Dạ, con đã đọc xong. Kính tri ân thầy tiên, kính trên đạo tràng đã lắng nghe. Cảm ơn chị Quỳnh đã post bài. Dạ, con xin xuống mấy cả, xin nhìn cái việc kế tiếp. Dạ, con xin kính đảnh lễ sư Trí Đức. Con xin kính đảnh lễ quý chư tăng. Con xin kính đảnh lễ quý cô tu nữ. Con xin kính chào thầy kinh. Con xin kính chào quý đạo hữu. Con xin đọc bài. Đoạn 1. Appana chawana ware pana vi phu ta vi phu ta phê đồ nát thi ta thà ta đà lầm ban nút thà đồ cha. Trong phương cách diễn tiến của chawana appana, tuyệt đối an trụ, không có sự phân biệt giữa sáng và tối. Cùng thế ấy, không có tâm quả đăng ký, na cảnh. Tathahi nhà na sam pajutta kama vachara chawana nang at thành nang anh nhata rat mình parikham mupachara nuloma vô tra phù na mê na cha túc khát tùm tích khát tu mê hoa hoa cha thắc ca măng úc phát chít hoa ni rút thề ta đa nành ta ra mê hoa gia thà ra hằng cha tút thằng thành cha măng hoa cha bì sa ti ma hắc gác ta lô cút ta ra cha quá nề su gia thà phi ni hà ra quá xề na dằng kinh chi gia quá nặng appana vì thi mô ta ra ti ta tổ pha rằng appana quá xà nề pha hoàn gia phà tổ quá hồ ti. Trong trường hợp này, bất luận tâm nào trong tám cha quá nát thuộc dục giới liên hợp với tri kiến khởi sanh theo thứ tự 3 hoặc 4 lần như chập tâm chuẩn bị parikamma cận hành upachara thuận thứ anuloma và chuyển tánh vô tra phù tức khắc sau khi những chập tâm này chấm dứt trong chập thứ 4 hay thứ 5 tùy trường hợp. Bất luận tâm chawana nào trong 26 loại tâm cao thượng, thiền và siêu thế nhập vào tiến trình thiền tùy hợp theo sự cố gắng thích ứng. Manot dwa re vi thi chittap bawati nayo. Tiến trình tâm khởi phát xuyên qua ý môn. Manot dwa re phana yadi quy phụ tam ma lâm ba nàng a pa tham a gác cha ti ta tổ pa rằng pha hoàn ga cha la na ma nốt đoà ra quách cha na cha wa na qua xà nề ta đà rầm ma na pa ca ni pa quát tành ti ta tổ pa rằng pha hoàn ga pa tổ a quy phụ tề pa na lâm ba nề chawana quá xà nề pha hoàn gia pa tổ quá hồ ti nát thi ta đà lầm ta núp pa đồ ti. Trong ý môn, khi một đối tượng sáng nhập vào bằng đường lối này, tâm quả đăng ký khởi phát. Khi chập phá quan gá dao động, ý môn hướng tâm và chawana chấm dứt, sau đó chìm biến vào phá quan gá. Trong trường hợp một đối tượng tối có sự chìm biến vào phá quan gá sau khi luồng chawana chấm dứt mà không tạo điều kiện cho tâm quả đăng ký khởi sanh. Quyết thi chít tà ni tì nề quá chít túc thà đà đá rê si tà quyết thà rê na pa nét thề ca chát tà lì xa quyết phà quá rê Ayametta, Paritta, Chawana, Hòa Rồ. Ba phương cách
và 10 loại tâm khác nhau trong tiến trình tâm được dạy sẽ được giải thích rằng vào chi tiết có 41 loại tâm ở đây. Đây là trường phương cách diễn tiến của Chawana phụ. Appana vithichittabhavati nayo, tiến trình tâm an chỉ. Dạ, con đã đọc xong, con có sai, con xin thầy sửa cho con và con xin mời vị kế tiếp. Con kính lãnh lễ ba ngôi tam bảo, con kính lãnh lễ ngài Chí Đức, con kính chào thầy kinh và con kính chào đạo tràng. Con xin phép được đọc bài đoạn hai. Tát tát su manas sa kaha haka tát tát cha wa na nan tát rằng áp na pi su manas sa saha a kat ta wa pa ti kan kit ta pa upeka saha gata cha wa na nan ta rang upeka saha ka ta wa ta pa pi ku sa la cha wa na nan ta rang ku sa la cha wa nan je wa hen ti man cha phan lan ta ya yam pe ti kriya chawa na nan ta rang kriya chawa chawa nang ara ha tap pa lan cha apeti. Ở đây tức khắc theo một chawa na với thọ hỷ, một chawa na appana sana định với thọ hỷ, ắt sẽ khởi phát. Sau một chawa na đồng phát sanh với thọ xả, một chawana appana liên hợp với thọ sẽ, ắt sẽ phát sanh. Ở đây cũng vậy, một chawana appana thiện sẽ nối tiếp sau một chawana thiện, và trong trường hợp chứng ngộ sammapatti sẽ tạo duyên cho ba quả thấp hơn khởi phát. Sau một chawana hành sẽ có một chawana hành và có quả a la hán nối tiếp. Trình thi sa su cấp năng hà đo đa su phết ca ca phát rằng su kít tắc huyết gia tù át ta cha sầm hồn tí u phết ca ca. Sao tâm thiện có ba nhân tí hệ tú cá liên hợp với thọ hỷ, 32 loại tâm khởi phát, 4 thiện sắc cộng 28 thiện siêu thế. Sao tâm thiện có ba nhân liên hợp với thọ xả, 12 loại, một ngũ thiền sắc cộng 4 thiền vô sắc cộng 7 ngũ thiền siêu thế. Sao tâm hành có 3 nhân liên hợp với thọ hỷ, 8 loại, 4 thiền di tác sắc cộng 4 thiền A-la-hán quả. Và sao tâm hành có 3 nhân liên hợp với thọ xả, có 6 loại tâm, một ngũ thiền sắc 4 cộng 4 thiền vô sắc cộng ngũ thiền A-la-hán quả. Thuất chát na na sát ca năng ca mát buồn nhà thi hệ thuốc tù thi hệ thuốc ca mát quý gia tù quý ta ra ca năng áp hát na ác dân mê tha mát nụ trò vì thích chít tắp bác quát tích ná dù. Đối với các hạng phàm nhân và loại còn phải tu tập xét cá, tâm quả appana phát khởi. Sao tâm thiện có ba nhân thuộc dục giới, nhưng đối với những vị không còn tham ái là sao tâm hành thuộc dục giới. Đây là phương cách diễn tiến của tiến trình tâm phát sanh qua ý môn. Dạ, con xin kính tri ân thầy và con kính tri ân đạo tràng.
Dạ. Nam mô Bích Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sân Kha Giá. Con kính đảnh lễ sư trí đức. Dạ, con kính đảnh lễ quý bà quý cô tu nữ, con kính lễ thầy kinh và con kính chào đạo tràng. Dạ, cảm ơn đạo tràng đã cho mình từ biết là âm thanh rõ. Dạ, con xin đọc bài hôm nay. Dạ, cảm ơn sư Nhật Quỳnh đã post bài lên ạ. Đoạn 1. Appana chawana ware banawi phu ta wi phu thap phê đồ nát thi ta thà ta đà lăng ba nút ba đồ chát. Trong phương cách diễn tiến của Chawana, Appana tuyệt đối an trụ, không có sự phân biệt giữa sáng và tối. Cùng thế ấy không có tâm họa đăng ký na cảnh. Tất thả hi nhà na sầm ba yut ta cà mà wa cha ra cha wa na nằng ách thành nằng anatarus min bari cầm mu ba cha ra nu lộ ma go tra phù na mê na cha túc khách tùm tích khắc tu mê wa wa gia thắc ca nằng gia thắc ca măng u bắc chi tòa ni ru thề ta đa nành ta ra mề qua gia tha ra hằng cha tuất thằng bành cha mằng hòa cha phì sa ti a hắc gia ta lô cút ta ra cha qua nề su gia tha phi ni ha ra qua sề na dần kinh chi cha qua nằng ba na vi ni mô ta ra ti ta tô ba rằng áp ba na wa sa ne pa wang ga ba tô wa hồ ti. Trong trường hợp này, bất luận tâm nào trong tám chavanas thuộc dục giới liên hợp với tri kiến khởi sanh theo thứ tự ba hoặc bốn lần như chập tâm chuẩn bị ba ki cầm má cận hành, upachara thuận thú, anuloma và chuyển tánh gotrafu. Tức khắc sau khi những chập tâm này chấm dứt, trong chập thứ tư hay thứ năm, tùy trường hợp bất luận tâm chawana nào trong 26 loại tâm cao thượng, thiền và siêu thế nhập vào tiến trình thiền tùy hợp theo sự cố gắng thích ứng. Mano dore viti cittappavatti nanjo, tiến trình tâm khởi phát xuyên qua ý môn. Mano dore banayadi vifu tama lam ban nang abathang agacchati tato ba rằng pha quằng gá cha la na ma nô đùa ra quắc cha na cha wa na wa sa nề ta đàm ba na ba ca ni ba quắc tần tí tato ba rằng pha quằng gá ba tô a quy phù tề ba na đàm ba nề cha wa na wa sa nề pha quằng wa gá ba tô wa ho ti na ti ta da lam ba nup ba do ti. Trong ý môn, khi một đối tượng sáng nhập vào bằng đường lối này, tâm quả đăng ký khởi phát khi chập phát quan giáo dao động, ý môn hướng tâm và cha quá ná chấm dứt, sau đó chìm biến vào phát quan giáo. Trong trường hợp một đối tượng tối có sự chìm biến vào phá quân gá, sau khi luồng cháu quá ná chấm dứt mà không tạo điều kiện cho tâm quả đăng ký khởi sanh. Vi thi chích tà ni tì nề quá chích túc bà đà đa sề ri tà vi thà rề na ba nét thề ca chất tà lì sa vi phà qua dề a ya mét tha ba ri
ta chavana và rồ. Ba phương cách và 10 loại tâm khác nhau trong tiến trình tâm được dạy sẽ được giải thích rằng vào chi tiết có 41 loại tâm ở đây. Đây là phương cách diễn tiến của chavana phụ appana vichittap bavit bavattina yo, tiến trình tâm an chỉ. Dạ, con đã đọc bài xong. Con có sai, mong thầy dạy lại sửa lại giùm con. Dạ, cảm ơn sức Nhật Quỳnh đã post bài và cảm ơn đạo tràng nhiều. Dạ, bây giờ Linh Tử xin mời đạo tràng lên đọc bài tiếp ạ. Nam Mô Bích Tha. Dạ. Nam mô Bích Tha giá, Nam mô Thầm Ma giá, Nam mô Sang Kha giá. Dạ thưa con Châu Nguyễn ạ, con xin kính đảnh lễ sư trí đức, con kính đảnh lễ chư tôn đức tăng, con kính chào thầy kinh và con kính chào toàn thể đạo tràng. Dạ con cảm ơn đạo tràng đã cho con biết tín hiệu. Dạ tại con không thấy ai giơ tay nên thôi con xin phép lên đọc trước để đỡ mất thời gian ạ. Con cảm ơn cô Nhật Huỳnh ạ. Đoạn 2. Tathaso manasa sahagata chavana nantarang appana piso manasa sahagata wapat tihan kanhitappa upekha sahagata chavana nantarang upekha sahagata watattha bikusala chavana nantarang kusala chavana jayvahetthiman chafalat taya pe ya chavana nantarang kriya chavana arahatta phalang cha appe ti. Ở đây tức khắc theo sau một chavana với thọ hỷ, một chavana appana sát na định với thọ hỷ ắt sẽ khởi phát, sau một chavana đồng phát sanh với thọ xả, một chavana appana liên hợp với thọ xả ắt phát sanh. Ở đây cũng vậy, một chavana appana thiện sẽ nối tiếp theo sau một chavana thiện và trong trường hợp chứng ngộ, samma bát tí sẽ tạo duyên cho ba quả thấp hơn khởi phát. Sau một chavana hành sẽ có một chavana hành và quả a la hán nối tiếp. Đoạt tình sa su kha pun nhầm ha đoa đa so bách kha ca pa rằng Sukhita kriyato attaja samphonti upekkhaka. Sau tâm thiện có ba nhân tí hi tú cá liên hợp với thọ hỷ, 32 loại tâm khởi phát, 4 thiện sắc cộng 28 thiện siêu thế. Sau tâm thiện có ba nhân liên hợp với thọ xả, 12 loại, 1 ngũ thiện sắc cộng 4 thiện vô sắc cộng 7 ngũ thiện siêu thế. Sau tâm hành có ba nhân liên hợp với thọ hỷ, 8 loại, 4 thiền duy tác sắc cộng 4 thiền A-la-hán quả. Và sau tâm hành có 3 nhân liên hợp với thọ xả, có 6 loại tâm, 1 ngũ thiền sắc cộng 4 thiền vô sắc cộng ngũ thiền A-la-hán quả. Bhutut-cha-nan-sekha-nan-ka-ma-pun-nya-ti-he-tu-to ti-he-tu-ka-ma-kriya-to-vi-ta-ra-ga-nan-ap Panna ayamethamano dware vi thi chitta pavattina yo. Đối với hạng phàm nhân và hạng còn phải tu tập sê khả, tâm quả appana phát khởi sau tâm thiện có ba nhân thuộc dục giới,
Nhưng đối với những vị không còn tham ái là sáu tâm hành thuộc dục giới, đây là phương cách diễn tiến của tiến trình tâm phát sanh qua ý môn. Dạ, con cảm ơn cô Nhật Huỳnh đã post bài giúp con ạ. Dạ, con cảm ơn đạo tràng, con cảm ơn thầy. Dạ, cô Nhật Huỳnh để con post ạ. Dạ, con cảm ơn, con xin phép được xuống mic ạ. Nam mô Bụt Thầy Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sankha Giá. Dạ, con xin kính đảnh lễ nhà sư Đức, con xin kính lễ thầy kinh, và dạ, con xin kính chào đạo tràng. Dạ, con xin đọc bài ạ. Đoạn 1. Appana Chawa Nawari Bana Quý Phù Tà Quý Phù Tá Phề Đồ Nát Thí Tá Thà Tá Đà Lầm Bá Núp Bà Đồ Chá. Trong phương cách diễn tiến của Chawa Ná Appama, tuyệt đối an trụ, không có sự phân biệt giữa sáng và tối, cùng thế ấy không có tâm quả đăng ký, na cảnh. Dạ, chào boss, dùm một chị một lần nữa, chị không có bài. Tách thái hí nhà, ná sầm bá dút tá cà mà, quá chá lá chá quá nà nàng, ách thành nàng, ảnh nhá tá rás mình, bá rí cầm, mú bá chà rà, nú lồ má gô trá phù, nà mề ná chá túc khách tùng, Tích Khách Tùng. Ê, quá hòa giá thắt cà nàng ú bách chích tòa. Ní rút thề, tá đá nành tá rằng. Ê, quá giá thà rá hằng chá tút thằng bành chá. Măng, hòa cháp phì. Xá tí, má hát gá tá lồ cút tá rá. Chá quá nề xú. Giá thà phí nì. Hà rau xề, ná dằng kịch chí chá quá nặng ấp bá nà, quỳ thí mồ, tá rá tí, tá tù bá rằng ấp bá nà, quá xà nề phá hoành bá gà tù quá hồ tí. Trong trường hợp này, bất luận tâm nào trong tám chá quá ná thuộc dục giới liên hợp với tri kiến khởi sanh, theo thứ tự ba hoặc bốn lần như chập tâm chuẩn bị, ba đi cầm má, cận hành, upachara, thuận thứ, anulo má, và chuyển tánh, vô trác phu. Tức khắc sau khi những chập tâm này chấm dứt, trong chập thứ tư hay thứ năm, tùy trường hợp, bất luận tâm chá quá ná nào trong 26 loại tâm cao thượng thiền và siêu thế nhập vào tiến trình thiền, tùy hợp theo sự cố gắng thích ứng. Mano đòa rề quỳ thí chích tắp, bá quách tí nái vô, tiến trình tâm khởi phát xuyên qua ý môn. Mano đòa rề bá ná giá, đi quý phù tá mà lầm bá nặng á bà. Tha mà gách chá tí tá tù bá rằng phá hoàng gá chá lá ná má nồ đòa rà quách chá ná chá quá nà quá xà nề tá đà rầm bá ná bà cà. Ní bá quách tành tí tá tù bá rằng phá hoàng gá bà tù á quý phù tề bá nà lầm bá nề chá quá nà sao quá xà nề phá hoàng gá bà tù quá hồ tí nắp tí tá đà lầm bá núp bà đồ tí.
Trong ý môn, khi một đối tượng sáng nhập vào bằng đường lối này, tâm quả đăng ký khởi phát khi chập phá quan gá dao động, ý môn hướng tâm và trái quán ái chấm dứt, sau đó chìm biến vào phá quan gá. Trong trường hợp một đối tượng tối có sự chìm biến vào phá quan gá sau khi luồng cháo quán ái chấm dứt mà không tạo điều kiện cho tâm quả đang khởi sanh. Quỳ thi chích ta ní tì nề quá chí túc bà đà đá xề rí tà. Quýt thà rề ná bá nét thề cá chát tà lì xá quý phà quá dề. Á giá mát thá bá rít tá chá quá ná hòa rồ. Ba phương cách và 10 loại tâm khác nhau trong tiến trình tâm được dạy sẽ được giải thích rằng vào chi tiết có 41 loại tâm ở đây. Đây là phương cách diễn tiến của Chá-quá-ná phụ, Appana. Appana, quỳ thí chít, tắp bá quách tí ná vô, tiến trình tâm an chỉ. Dạ, con đã đọc xong. Xin tri ân cho Nguyễn đã chép bài. Con xin kính thỉnh vị khác ạ. Con xin xuống mic ạ. Dạ, Nam Mô Bụt Tha Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sang Kha Giá. Dạ, con xin đảnh lễ sư Trí Đức. Quý sư, quý cô tu nữ, con kính chào thầy Kinh cùng toàn thể đạo tràng. Dạ, con xin đọc bài ạ. Đoạn 2. Tát thá so manassasahagata chawanna. Dạ, con xin đọc lại, mấy con nó bị. Đoạn 2. Tát thá so manassasahagata chawanna nantarang appanna biso manassasahagata vabbatikhan khitappa ubekha sahagata chawanna nantarang ubekha sahagata va tathā bhikkhusala ca vanna nantaraṁ kusala ca vannaṁ ce vahetthimaṁ ca phalattayamabbeti kriyā ca vanna nantaraṁ kriyā ca vannaṁ arahattaphalaṁ ca appeti. Ở đây tức khắc theo sau một ca vanna với thọ hỷ, một ca vanna appana. Sát na định thọ hỷ qua ná. Alo, dạ con có còn nghe không ạ? Dạ con xin đọc bài. Dạ con xin đọc lại, chắc có người gọi vô nên con bị rớt mic. Dạ xin lỗi đạo tràng. Ở đây cũng vậy, một chá qua ná ấp ba na thiện sẽ nối tiếp sau một chá qua ná thiện. Và trong trường hợp chứng ngộ Samabati sẽ tạo duyên cho ba quả thấp hơn khởi phát. Sau một cha quá ná hành sẽ có một cha quá ná hành và quả A-la-hán nối tiếp. Đoát tình sa su kha pun nhầm hà đòa đá sô pek kha kà ba răng Sukhitap kriyato athacha samphon ti upekhaka. Sau tâm thiện có ba nhân ti hê tu cá
liên hợp với thọ hỷ, 32 loại tâm khởi phát 4 thiện sắc cộng 28 thiện siêu thế. Sau tâm thiện có 3 nhân liên hợp với thọ xả, 12 loại, 1 củ thiền sắc cộng 4 thiền vô sắc cộng 7 ngũ thiền siêu thế. Sau tâm hành có 3 nhân liên hợp với thọ hỷ, 8 loại, 4 thiền duy tác sắc cộng 4 thiền A-la-hán quả. Và sau tâm hành có 3 nhân liên hợp với thọ xả, có 6 loại tâm, 1 ngũ thiền sắc cộng 4 thiền vô sắc cộng ngũ thiền A-la-hán quả. Bhutthuchana nasakha nang ka mapunya tihe tuto tihe tuka makriyato vitaraga nang appana ayamethamano doare vihichittapavattinayo. Đối với hạng phàm nhân và hạng còn phải tu tập, xê khá, tâm quả appana phát khởi, sau tâm thiện có 3 nhân thuộc dục giới. Nhưng đối với những vị không còn tham ái là sau tâm hành thuộc dục giới. Đây là phương cách diễn tiến của tiến trình tâm phát sanh qua ý môn. Dạ, con đã đọc bài xong. Cảm ơn Châu Nguyễn đã post bài. Dạ, con xin mời cô Thanh Hoàng ạ. Dạ, con kính lễ Ba Ngôi Tam Bảo, con kính lễ Chư Tôn Đức Tăng, con kính chào Thầy Kinh cùng quý đạo hữu. Xin bạn Châu Nguyễn post bài cho mình chưa nhìn thấy ạ. Con xin đọc ạ. Apana chao quan na hòa rề pa na quy phù tà phê đồ na thi tà ta đà làm ba nốt bà đồ chắc. Trong phương cách diễn tiến của Chawana Apana, tuyệt đối an trụ không có sự phân biệt giữa sáng và tối, cùng thế ấy không có tâm quả đăng ký na cảnh. Tathahi na nhà na sam pa chút ta ka ma qua cha ra cha qua na nàng a tha a tha nàng a ảnh ya ta ras mình parika mút mút cha Mupachara nulo ma vô cha phù na mê na cha tu kha tùng tích kha tùng tu mê quá và cha tha tha ca ca mang upachitta niruthe ta đa na ta nan ta mê quá cha na a cha thà rằng. Dạ con xin lỗi, con đi trả kết yên nó. Con xin sắm muối, con đọc tiếp ạ. Cha tốt thằng bảnh cha màng và cha phi sati ma hagata lo kutara wa wan ne sut gia tha phình phi nì hà ra qua sề na rằng kình trì cha qua nàng apa qua apa na quy thị mù ta ra ti ta tổ ba rằng apa na qua xà nề pha hoàn ra pa tổ qua hồ ti. Trong trường hợp này, bất luận tâm nào trong tám chá quán á thuộc dục giới liên hợp với chi kiến khởi sanh theo thứ tự 3 hoặc 4 lần như chặt tâm chuẩn bị parikama, kama, cận hành upachara, thuận thứ anuloma và chuyển tánh gochrafu. Tức khắc sau khi những chập tâm này chấm dứt, những chập tâm thứ tư hay thứ năm tùy trường hợp, bất luận tâm chá hoa ná nào trong 26 loại tâm cao thượng thiền và siêu thế nhập vào tiến trình thiền tùy hợp theo sự cố gắng thích ứng. Mà ma nô đòa rề quy thi chi ta pa qua thi ta na dồ, tiến trình tâm khởi phát xuyên qua ý môn.
Ma nô đà rê pa na cha di quy phu ta ma làm ba năng a pa thằng a gách cha ti ta tổ pa rằng pha quá pha hoàn ga cha la na ma nô đà ra quá cha na qua cha na cha qua na qua sa ni ta đà rằm ma na pa ca ni quát pa quát ta thi qua pa tàn ti ta tù pa rằm qua vằn pha hoàn ga pa tù a quy phù tề pa na làm bà nề cha qua na qua sa nề pha Quan ga pa to wa hu ti na thi ta da lam ba nu pa do ti. Trong ý môn khi có một đối tượng sáng nhập vào bằng đường lối này, tâm quả đăng ký khởi phát khi chập pa quá đá pa va phá quan gá dao động ý môn hướng tâm và chá quá đá chấm dứt, sau đó chìm biến vào phá quan gá. Trong trường hợp một đối tượng tối có sự chìm biến vào phá quan gá sau khi luồng chá quán á chấm dứt mà không tạo điều kiện cho tâm quả đăng ký khởi sanh. Quỳ thi chít tà ni tì nề qua chi tú bà đà đa sề ri tà quy thị quy thà rề na pa nề pa nê thề ca cha tà li lì xá quỳ phà qua về a cha ma a cha mẹ tha parita cha qua na qua cha qua na qua rồ ba phương cách mà và 10 loại tâm khác nhau. Trong tiến trình tâm được dạy sẽ được giải thích rằng vào chi tiết có 41 loại tâm ở đây. Đây là phương cách diễn tiến của chá qua na phụ apana quy thí chi ta pa apa na quy thí chi tapa quá tít na quát tí na vô tiến trình tâm an chỉ. Dạ con đã đọc xong ạ, con sai con kính thầy sửa cho con, cảm ơn Châu Nguyễn đã tốt bài, con xin xuống mic, xin mời vị kế tiếp ạ. Nam mô Bát Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Cô kính đảnh lễ ngài Chư Đức, kính chào thầy kinh, kính chào quý anh chị trong đạo tràng và cảm ơn Châu Nguyễn, Thiện Tổ và chị Nết Ta cho biết tín hiệu nghe rõ. Cô xin đọc đoạn 2. Tát Tha Sumana Sahaya Ta Chá Qua Nàng Chá Qua Nà Nàng Ta Rằng Ấp Ba Nà Bí Sô ma nát xá xá há giá tà quá bà tí cần khi tấp bà ô bê kha xá há giá tá chá quá nà nằng ta rằng ô bê kha xá há giá tà quá tá thà tí cú xá lá chá quà nà nằng ta rằng cú xá lá chá quà nằng chề quá hết khí mần chá phá lát ta chá mắp bề tí khí già chá quá nà nằng ta rằng khí già chá quá nằng a la hát ta phá lần chá ấp bề tí. Ở đây tức khắc theo sau một chá quá ná với thọ hỷ, một chá quá ná ba nà sắc na định với thọ hỷ ắt sẽ khởi phát, sau một chá quá ná đồng phát sinh với thọ xả, một chá quá ná ấp ba nà liên hợp với thọ xả ắt phát sinh. Ở đây cũng vậy, một chá quá ná ấp ba nà thiện sẽ nói tiếp theo sau một chá quá ná thiện, và trong trường hợp chứng ngộ tà ma bát tí sẽ tạo duyên cho ba quả thấp hơn khởi phát. Sau một chá quá ná hành sẽ có một chá quá ná hành và quả a la hán nói tiếp. Được quá,
kim xá su khá tùn năng hà đoà đà tá sô bếch khá ca pa răng su khí tá khí giá tù át thá chá sầm bồn tí u bếch khá ca. Sao tâm thiện có ba nhân tí hê tú cá liên hợp với thọ hỷ 32 nội tâm khởi phát 4 thiện sắc cộng 28 thiện siêu thế. Sao tâm thiện có ba nhân liên hợp với thọ xả 12 loại 1 ngũ thiền sắc cộng 4 thiền vô sắc cộng 7 ngũ thiền siêu thế. Sao tâm hành có ba nhân liên hợp với thọ hỷ 8 loại 4 thiền di tác sắc cộng 4 thiền a la hán quả. Và sao tâm hành có ba nhân liên hợp với thọ xả có 6 loại tâm 1 ngũ thiền sắc cộng 4 thiền vô sắc cộng ngũ thiền a la hán quả. Thút cha na na sét kha năng ca ma pun nhà ti hề tu tô ti hề tu ca ma khí giá tô vi ta ra ga năng ấp pa na ai giá mét tha pa nô đoà rề vì thí chích tập ba quát tí na dù. Đối với hạng phàm nhân và hạng còn phải tập xê khá tâm á ấp ba na phát khởi. Sa tâm thiện có ba nhân thuộc dục giới, nhưng đối với những vị không có tham ái là sao tâm hành thuộc dục giới. Đây là phương cách diễn tiến của tiến trình tâm phát sanh qua ý môn. Dạ, cảm ơn chú Nguyễn đã phát bài ạ. Dạ, con xin gửi mic lại cho đạo tràng ạ.
Vô thà giá, vô thà mai giá, là vô xe. À, chắc hết ai đọc ha, quý vị. Alo. Rồi, bây giờ ai tình nguyện lên đọc cái bài kỳ trước đang học lỡ dở đâu mất rồi. Ai lên đọc đi. Long Nguyễn lên đọc đi, đọc cái bài gì đó. À, lỗi môn đặc biệt á. Sáng nay lớp sao mất tiêu trong im ru rồi đâu này. Giờ biết sao ai đọc đây, ai đọc thì giơ tay đi. Ai đọc thì giơ tay. Giờ anh Việt Hạ đâu rồi, thì đứa có chép bài không? Cô Hồng Mai đâu mất rồi. Cô Dịch Quỳnh trốn đâu luôn rồi. Cô Meta nữa, cô Meta có chép bài mà, thì biết mà. Sao không ai dám lên đọc thì ta? Rồi, thôi cho Nguyễn lên đọc luôn đi. Nam mô Thầm Mà Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Dạ thưa con Châu Nguyễn ạ, một lần nữa con kính đảnh lễ sư Trí Đức, con kính đảnh lễ chư Tôn Đức Tăng, con kính chào thầy kinh và con kính chào toàn thể đạo tràng. Dạ thưa thầy, vậy là con đọc từ cái bài từ lỗi môn đặc biệt rồi xuống lỗi đắc yên đúng không thầy? Dạ. Lỗi môn đặc biệt có 10. 1. Lộ trình đắc thiền. 2. Đắc đạo. 3. Hiện thông. 4. Nhập thiền an chỉ. 5. Nhập thiền quả. 6. Nhập thiền diệt. 7. Nhập niết bàn liên thiền. 8. Nhập niết bàn liên thông. 9. Nhập niết bàn phản kháng chi thiền. 10. Đắc đạo tột mạng. 1. Lộ đắc thiền. A đi cầm cách trà na quỳ thí a đí, nghĩa là khởi lên đầu tiên, tức là tâm lộ nhập thiền cảnh lần đầu. Lộ tâm gồm có hậu kiếp vượt qua, rung động, dứt dòng, kháng ý môn, chuẩn bị, cận hành, thuận thứ, bỏ bực, thiền và hậu kiếp trở lại. Sát na chuẩn bị là parikamma, sát na cận hành upachara, sát na thuận thứ anuloma, sát na chuyển tánh bỏ bực là gotrapu, sát na tâm thiền jhana là tâm sơ thiền thiện. Từ chuẩn bị, cận hành, thuận thứ, bỏ bực là tâm đại thiền hoặc duy tác, thọ hỷ, hợp trí. Nếu là lợi căn thì không có chuẩn bị, thuộc vô trợ, hoặc độn căn là hữu trợ. Sát na có 6, gồm có kháng ý môn và 5 trá quá ná, nếu đó là người động căn, hoặc có 5 là gồm có kháng ý, hoặc 4 trá quá ná là người lợi căn. Thứ tâm có 27 thứ tâm, gồm có kháng ý môn, 4 thiện dục giới hợp trí hỷ, 4 duy tác dục giới hợp trí hỷ, 5 thiện sắc giới, 4 thiện vô sắc giới, 5 duy tác sắc giới, 4 duy tác vô sắc giới. Thứ tâm là có 7. Dạ không, con xin sám hối. Về nhị tam tứ thiền là giống như trên, gồm có 7 thứ tâm là kháng ý môn, 2 thiện dục giới hợp trí hỷ, 2 duy tác hợp trí hỷ, 2 sơ thiền thiện và duy tác. Chặn có 2, gồm có kháng ý môn và động lực. Người có 5, gồm có 1 phàm tâm nhân cộng với 4 thánh quả. Cõi gồm có 26 cõi là 31 cõi trừ đi 4 cõi khổ và 1 cõi vô tưởng. Dạ sis Nguyên Như, nãy giờ em bật file nên em không có thấy sis
Dạ vậy con xin phép được xuống mic ạ. À. Em mời sách viên Như lên đọc lại bài giùm em nha. Dạ sa thú, cảm ơn sít ạ. Sa thú sa thú. Em boss lên đi chị đọc chậm chậm, lỡ có ai không có bài thì người ta chép luôn ha. Sa thú sa thú. Lộ ý môn đặc biệt có 10. 1. Lộ trình đắc thiền. 2. Đắc đạo. 3. Hiện thông. 4. Nhập thiền an chỉ. 5. Nhập thiền quả. 6. Nhập thiền diệt. 7. Nhập niết bàn liên thiền. 8. Nhập niết bàn liên thông. 9. Nhập niết bàn phản kháng chi thiền. 10. Đắc đạo tột mạng. Một, lộ đắc thiền. A đi cầm mí cá trà ná quỳ thí. A đi có nghĩa là khởi lên đầu tiên, tức là tâm lộ nhập thiền cảnh lần đầu. Lộ tâm gồm có hộ kiếp vừa qua, hộ kiếp rúng động, hộ kiếp dứt dòng, kháng ý môn, chuẩn bị, cần hành, thuận thứ, bỏ bực, thiền và hộ kiếp trở lại. Sát na chuẩn bị, pari cầm má, sát na cận hành, upachara, sát na thuận thứ, anuloma, sát na chuyển tánh hay còn gọi là sát na bỏ bực, gotrafu, sát na tâm thiền là cha ná. Từ chuẩn bị, cận hành, thuận thứ, bỏ bực là tâm đại thiện hoặc duy tác, thọ hỷ, hợp trí. Nếu là lợi căn thì không có chuẩn bị, thuộc vô trợ hoặc động căn, hữu trợ. Sát na có 6, gồm có kháng ý môn và 5 chá quá ná của người động căn, hoặc là 5, tức là kháng ý môn và 4 chá quá ná của người lợi căn. Thứ tâm có 7, gồm có kháng ý môn, hay thiện dục giới hợp trí hỷ, 2 duy tác hợp trí hỷ, 2 sơ thiền thiện và duy tác, tính theo chứng đắc sơ thiền lần đầu tiên. Nhị tâm tứ thiền giống như trên. Chẳng có 2, tức là kháng ý môn và chá quá ná.
người có năm, một phàm tam nhân và bốn thánh quả. Cõi có 26 cõi, tức là 31 cõi trừ 4 cõi khổ, trừ 1 cõi vô tưởng. Vậy là hết rồi phải không em? Dạ xong rồi, con xin dâng mic lại cho thầy ạ. Sa thú, sa thú, sa thú. Rồi, xa thứ. Rồi, cảm ơn Nguyên Như cho Nguyễn. À, cô Mít Ta ơi, cái bài này là đúng là học lâu rồi, nhưng mà học tới đây cái ngưng. Mới trở về học lại cái bài mà mọi người trước học bị miss một cái bài hậu cận tử thì phải. Bị miss đó. Bây giờ học tới đây ngưng ha. Rồi giờ bắt đầu từ đây mình học tiếp nữa. À, cô Mít Ta có thắc mắc gì đâu là nói rồi. Dạ, cảm ơn bố thầy ạ. Con thấy là cái bài này thì đúng là mấy bài trước lẫn rồi kế đó là học cái bài lộ ý môn cận tử, rồi lộ ý môn tục sinh. Dạ, thì con thấy là nó cách hai bài, con nói vậy. Nhưng mà khi mà đọc lại cái bài này thì con có một cái thắc mắc này là con xin thầy giảng giải cho con hiểu rõ mấy cái sát na tâm mà chuẩn bị cận hành thuận thứ rồi chuyển tánh đó. Xin thầy giảng rõ cho con mấy cái sát na tâm đó là như thế nào. Con hiểu mù mờ quá, con chưa hiểu. Thành ra thầy giảng lại cho con hiểu về cái bốn cái sát na đó, sát na chuẩn bị, rồi cận hành thuận thứ và chuyển tánh như thế nào. Dạ, con kính cảm ơn thầy. Rồi, sao thứ. Đúng rồi, cô Mít Ta nói đúng rồi, học tới trở về, đang học tới đây, vì nhớ là chưa học cái bài lộ tâm cận tử, nó mới trở học lại lộ cận tử, lộ tục sinh. Rồi, xong giờ mình trả lời bài này học rồi, học tới chỗ ghi chú này, rồi bắt đầu học tiếp. Rồi giờ cô thắc mắc về cái chỗ mà lộ tâm nhập thiền, chuẩn bị cận hành thượng thứ, chuyển tánh, ghi compost cái lộ trình tâm lên cho Nguyễn ơi. Post cái lộ trình tâm lên. Rồi, đây là cái lộ trình tâm mà nhập vô thiền, lộ tâm đắc thiền đó. Thì khi mà trước khi đắc vô thiền đó, thì nó phải trải qua cái giai đoạn là hộ kiếp, rồi hộ kiếp vừa qua, rúng động, dứt dòng, rồi kháng nghi môn. Tức là bắt đầu từ ngay chỗ này ha, kháng nghi môn. Tức là lộ tâm đắc thiền không thể là lộ tâm ngũ môn, mà phải là lộ tâm thuộc về lộ ý, chứ không có lộ ngũ. Thứ nhất là như vậy ha, là kháng nghi môn sẽ lên, rồi chuẩn bị cận hành thuận thứ bỏ bực, là năm cái sát na này đó, chuẩn bị cận hành thuận thứ, chuẩn bị cận hành là chuyển tánh cái gì đây, chuẩn bị cận hành thuận thứ rồi bỏ bực, đúng rồi, tt là thuận thứ rồi bỏ bực. Thì năm sát na này á, nếu mà là phàm nhân á, mà tu mà đắc thiền, khi mà đắc, trước khi đắc thiền thì năm sát na này á, là năm sát na thuộc về một trong những cái tâm thiện hợp trí. Chưa có nắm được này không? Một trong những năm cái tâm thiện hợp trí thì người chuẩn bị là phải là tâm thiện hợp trí, cận hành cũng phải hợp trí, thuận thứ cũng phải là hợp trí, bỏ bực cũng phải là hợp trí. Thì những cái tâm thiện hợp trí nó mới đi vô thiền được, chứ không hợp trí thì nó không vô thiền được. À, mà nếu là sơ thiền thì hợp trí phải là thọ hỷ, sơ nhị thì tam thiền phải hợp trí thọ hỷ, nhưng mà hệ tứ thiền trở lên, tứ thiền, ngũ thiền, nếu tính ra ngũ thiền thì chỗ này phải là thọ xả, bởi vì ngũ thiền thọ xả, đúng chưa? Thì giờ chuẩn bị cận hành thuận thứ bỏ bực là năm cái này thuộc về thiện hợp trí nếu là phàm nhân. Còn nếu là bậc a la hán, đắc a la hán xong người ta tu thiền thì năm cái này phải là tâm di tác hợp trí.
chuẩn bị cận hành thuận thứ bỏ bực là thuộc về di tác hợp trí, xong rồi vô thiền đắc thiền, cái đắc sẽ là liền trở về kiếp lại. Đó là cái phương cách mà nó diễn tiến để mà một vị mà tu tập về thiền chỉ đắc thiền là nó phải diễn tiến như vậy. Có nắm được không? Có nắm được ý này chưa? À, thì khi mà ví dụ như giờ cô niệm đề mục đất đi, niệm đất 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 cái rồi vô cái tâm mình hít vô nó bắt được cái quan tướng, xong rồi nó vô đắc thiền, là trước khi đắc thiền ấy, là nó làm một rác cái đó, là chuẩn bị cận hành thượng thứ bỏ bực đắc thiền, đắc sơ thiền, là mình phải đi một rác cái đó, là những cái tâm này thuộc về những tâm thiền hợp trí hết. Còn nếu là bậc a la hán thì thuộc về tâm di tác hoặc là tâm tố. Đó, đơn giản thôi chứ có gì đâu. Thì chuẩn bị là nó của khi một người mà độn căn thì nó cần phải có chuẩn bị, tại tâm ta thấy yếu cần phải chuẩn bị. Còn người lợi căn thì bỏ sắc na chuẩn bị luôn, đi vô cận hành luôn, vô khấn cái môn cận hành thượng thứ bỏ bực thiền và vô liền ha, nói vậy đó. Đó thì đây lộ tâm đắc thiền, tức là một người đắc thiền là phải trải qua cái giai đoạn này. Chứ không thể không qua giai đoạn này được, bắt buộc cái quan này mà phải là hợp trí, đó là tâm có trí tuệ, tức là người tục sinh phải là người tam nhân, phải là tâm tâm nền, cái tâm nền tảng gốc của mình phải là người tam nhân, phải là người có trí tuệ. Chứ mà người mà tục sinh bằng tâm quả ly trí là chịu thua, là không cách gì mà đắc vô thiền hết, chỉ đi vòng ngoài thôi, chỉ đi từ từ, từ gần tới đây rớt ra, gần tới đây văng ra. Nhưng mà tập một người mà ly trí thì người ta tập. Bây giờ ta đắc thiện mà kiếp sau, kiếp sau ta vẫn có thể đắc được, bởi vì do cái nhân duyên người ta tập. Bây giờ giống như mình, giờ mình tập hoài nó thành thói quen, nó có một cái chủng về thiền định, thì kiếp sau mình sanh lại, nếu mình tục sinh ta lại người tam nhân thì bắt đầu mình vô cái một, vô mình đắc luôn. Đó là cái vấn đề mà chúng ta cần phải được biết, là không phải là mình là người nhị nhân mà mình không thể tu được. Mình nhị nhân mình vẫn phải tu, càng tu cố gắng tu nữa, và phải là khéo tác ý để cho trí tuệ nó phát sanh, để làm duyên cho kiếp sau để mình mau chứng đắc. Còn giờ mình nghe nói là vậy, người tâm nhân mới đắc thiền đắc đạo được, cái mình nản mình lết luôn thì rồi luôn, xong luôn, rồi chấm dứt luôn. Cho nên càng là người nhị nhân chừng nào thì mình càng phải tu tập nhiều đấy, để mà nó có trí tuệ phát sanh. Nãy giờ đi đâu ở nhà bị đau mắt hả? Mua thuốc uống này chứ cô để gì ngoài đâu rồi đó, mua thuốc bổ mắt, thuốc dầu cá gì đó bổ mắt uống, hoặc là nhỏ thuốc đi bác sĩ này kia đó, chứ đâu có để lớn tuổi để gì đâu rồi đó. Bệnh là phải dùng thuốc. Ồ, cô bị cơm hả? Bị cơm là phải mổ rồi, bị cơm chuẩn bị đi mổ rồi. Rồi bị cơm rồi. Này là nhìn quá trên cái màn ảnh này nè, dòm quá, ngày nào cũng lên nhìn hoài riết mắt nó bị hư yếu rồi. Tội nghiệp không? Tội nghiệp cô Nhật Quỳnh. Rồi ok, bây giờ mình tới cái phần ghi chú ha. Phần ghi chú nhỏ vẫn là nhỏ, nó bị cái gì cái là nhỏ. Cô cái ta nắm được chưa? Cô cái ta nắm được cái quy định đó chưa? Nắm được không? Nắm được chắc chắn rồi thì mình mới học tiếp được, không kẹt à. Rồi, ghi chú ha, xuống dòng. Người độn căn có 6 sắc na, người lợi căn chỉ có 5 sắc na. Để cho mình nhắc lại lần nữa cho mình nhớ, người độn căn có 6 sắc na, người lợi căn chỉ có 5 sắc na, tức là bỏ cái sắc na chuẩn bị đó. Xuống dòng, người độn căn tục sinh với tâm quả hợp trí hỗ trợ,
người độn căn tục sinh với tâm quả học trí hỗ trợ. Rồi, người lợi căn tục sinh với tâm quả hợp trí vô trợ. Rồi, ở đây cho mình biết là người động căn á, thì khi mà được gọi là người động căn á, bởi vì cái tâm tục sinh họ là tâm quả mà thuộc về là hỗ trợ, tâm quả hợp trí mà hỗ trợ. Nhưng mà người lợi căn thì là vô trợ, tâm quả hợp trí mà vô trợ. Thì đó là hỗ trợ với vô trợ, nó cũng là cả cái vấn đề, nó cũng là lớn chuyện ở trong vấn đề tu tập đó, chứ không phải là chuyện thường không vậy. Rồi, xuống dòng, chuẩn bị. Tức là sát na chuẩn bị đó, chuẩn bị hai chấm. Sát na tâm chuẩn bị tiến tới một trạng thái tâm cao hơn. Sát na tâm chuẩn bị tiến tới một trạng thái tâm cao hơn. Mở ngoặc tâm thiền, đóng ngoặc lại. Tức là cái sát na chuẩn bị á, là cái sát na tâm nó là một cái trạng thái là chuẩn bị để nó tiến tới một cái trạng thái tâm cao hơn, tiến tới vô tâm thiền đó, thì được gọi là chuẩn bị. Rồi, cận hành hai chấm, sát na tâm gần đạt đến sát na tâm thiền, sát na tâm gần đạt đến sát na tâm thiền. Tức là cận hành là gần vô ha, sát na tâm gần đạt đến sát na tâm thiền. Gần đạt đến sát na tâm thiền. Rồi, chết kịp chưa quý vị ơi? Cận hành sát na tâm gần đạt đến sát na tâm thiền. Rồi, thuận thứ hai chấm, hợp với sát na trước và thuận với sát na sau. Hợp với sát na trước và thuận với sát na sau. Thuận thứ hợp với sát na trước và thuận với sát na sau. À, tức là cận hành xong rồi tới thuận thứ. Cái thuận thứ này là cái sát na tâm nó được gọi là thuận thứ, bởi vì nó thích hợp với do cái sát na cận hành trước hợp với sát na đó, và nó thuận tiếp tiến đến để cái sát na sau, tức là hợp với sát na trước và thuận với cái sát na sau sanh sau đó. Rồi tiếp đến là bỏ bực hai chấm, sát na tâm dứt bỏ trạng thái dục giới để phát triển bước vào tâm thiền. Sát na tâm dứt bỏ trạng thái dục giới để phát triển bước vào tâm thiền. Sát na tâm dứt bỏ trạng thái dục giới để phát triển bước vào tâm thiền, tức là bỏ bực, tức là nó sát na tâm này là nó bước qua một cái trạng thái, nó bỏ cái trạng thái dục giới để nó tiến vô, nó phát triển, nó tiến vô cái tâm thiền, thì được gọi là bỏ bực. Rồi xuống dòng thiền hai chấm, sát na tâm an trú trong một đề mục, phải thiêu đốt các phiền não một cách tạm thời, mở ngoặc tính theo phàm tâm nhân. Thiền hai chấm, sát na tâm an trú trong một đề mục, phải thiêu đốt các phiền não một cách tạm thời, mở ngoặc tính theo phàm tâm nhân.
Rồi, tức là cái sắc na thiền nó sanh lên đó, là sắc na này là cái sắc na mà nó đinh vô trong một cái đề mục, nó an trú vô trong cái đề mục duy nhất của nó, và nó thiêu đốt những cái phiền não một cách tạm thời thôi, chứ nếu mà là phàm tam nhân thì nó là tạm thời thôi, nhưng mà khi buông ra nó xuất hiện lại, bởi vì còn là tam và phàm mà, và thiền này là thiền chỉ. Thì tầm tứ phỉ lăng định nó diệt từ là những cái năm cái phiền não tham sân hôn thủy tạo hối nghi đó, nó diệt từ năm phiền não đó, nhưng mà nó chỉ đè thôi chứ nó không có diệt hẳn lên, không bứng gốc, cho nên được gọi là thiêu đốt các phiền não một cách tạm thời, tính theo phàm tạm nhân. Còn nếu mà bậc A-la-hán mà ta tu thiền này, ta đắc này thì không có còn nói cái chuyện phiền não tạm thời hay gì đó, mà ta đã diệt là diệt hoàn toàn luôn ha. Sắc na thiền của bậc A-la-hán thì không có cái này, chỉ có phàm tạm nhân thì mình có cái vụ đè phiền não này kìa ha. Cho nên nhiều người ta tu thiền, đắc thiền xong xuôi xong cái vô trong đó thấy an lạc lắm, nhưng mà xả thiền ra cái là phiền não nó hiện lên lại, tham sân si đầy đủ không thiếu gì bằng tay nè ha. Nhưng mà khi mà họ vô thiền họ thấy an lạc hạnh phúc, vô thấy là coi như là đã, họ cứ nhập thiền hoài, họ cho rồi từ đó nó phát sinh những cái tà kiến. Chính vì cái chỗ này nếu mà không có đức Phật thì chúng ta bị kẹt chỗ này luôn. Giống như người mà đắc được sơ thiền thì người ta cho sơ thiền là niết bàn. Họ thấy vô nó đã quá mà, vô nó an lạc hạnh phúc, tâm không còn vướng bận phiền não, tâm nhẹ nhàng thơ thới, tâm là trong sáng, không có suy tư, không có nghĩ ngợi gì, gì an trú trong đề mục đó, thì họ cho là sơ thiền là niết bàn. Nhưng mà khi người mà đạt lên nhị thiền thì cho là nhị thiền là niết bàn, người cho tam thiền niết bàn, tứ thiền niết bàn, ngũ thiền niết bàn, thì người ta cho những cái trạng thái đó là niết bàn. Cho nên bị rơi vào trong cái gọi là bị chấp kiến sai lệch ha. Cho nên đây là cái vấn đề mà chúng ta cần phải được biết thêm như vậy. Có gì chắc kịp chưa? Alo. Rồi ha. Ok. Rồi xuống dòng. Đối tượng của sát na thiền là quan tướng chế định. Đối tượng của sát na thiền là quan tướng chế định. Thì khi mà đắc thiền, sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, cái thiền thì cái quan tướng nó xuất hiện, lấy nó làm đối tượng. Thì quan tướng nó thuộc về chế định pháp, nó không phải là thực tính pháp. Đối tượng của sanh ra thiền là quan tướng chế định. Rồi xuống dòng. Tên sát na thiền là động lực an chỉ. Tên sát na thiền là động lực an chỉ. Appana samadhi chapana, động lực an chỉ. Rồi bước qua cái room của bên Zoom gì đó, Zoom gì của Nguyễn Như Kỳ Duyên, không biết mấy cái này sao bot lên, không biết làm mấy cái này vô đó bộ hơi phiền não vậy hả? Pali thì sao bot lên, copy không được thì sao bot? Động lực an chỉ. Ghi Bali sao ghi được, đâu có ghi được, máy này ghi không được, bỏ dấu ngang, dấu ngã gì đâu có bỏ được đâu. Bỏ ra cái này rắc rối. Rắc rối cái bồ cào. Thì sao không giữ lại bao tốt cho rồi, chỉ cần kiếm người ghi âm lại thôi là được rồi. Có gì đâu, đặt cái máy ghi lên lại, có gì đâu. Vậy ủi. Gây rắc rối. Thì trời, đó là Nguyên Như, Nguyên Trang Hà, rồi Lý, rồi Vinh, Kha Vinh, rồi Giang Nhật Hà nữa nè. Trời quá trời, toàn là dân ở Mỹ, dân sanh đẻ ở Mỹ không mà không biết làm này, nó chết rồi trời. Như lớn tuổi như cô Bích Ta, cô Nhật Quỳnh thì mình còn nói này dân dân thứ thiệt không, dân ba tốt không được chết rồi, trong khi đó là mấy đường kia tao làm được hết.
lạ ha, này mới lạ đó. Ta có sẵn nói gì nữa, sẵn nó phiền não, nó gây phiền não cho người khác, làm cái dân chuyên nghiệp không là khổ ghê. Không biết sao nha, không được rồi thôi, ráng chịu nha. Không được là xù u su quyền xù. À, ông Châu Nguyễn, không được là sợ u su quyền xù. Xù mất luôn xong, hãy ra. Chưa, chết xong chưa? Tới ông này tên sắc ma thiền bạn chỉ ha. À, bây giờ giao cho Nhan Văn Hạ đó, Nhan Hạ vô bao thoát là làm sao thâu được trách nhiệm, thấy có trách nhiệm chứ, đàn ông trai gì đó mà dở quá. Xanh nó Mỹ mà dở quá. Rồi, sao an chỉ hộ kiếp xanh trở lại? Sao an chỉ hộ kiếp xanh trở lại? Sao an chỉ hộ kiếp xanh trở lại? Tức là khi mà sắc ma thiền xanh lên sao sắc ma thiền là an là hộ kiếp xanh trở lại ha. Lộ tâm liên kề an chỉ kế tiếp hộ kiếp là hai chấm. Lộ tâm liên kề an chỉ kế tiếp hộ kiếp là hai chấm. Lộ tâm liền kề an chỉ kế tiếp hộ kiếp là hai chấm. Tức là cái lộ tâm mình liền kế theo cái lộ tâm an chỉ đó. An chỉ kế tiếp hộ kiếp là hai chấm. Lộ ý với động lực thiện hợp trí phản kháng chi thiền. Lộ ý với động lực thiện hợp trí phản kháng chi thiền. Chữ này đây. Bắt cho quách khả năng thí. Bắt cho quách khả năng quỳ thí. Phản kháng chi thiền. Tái hiện nhiều lượt rồi diệt một cách thích ứng. Tái hiện nhiều lượt rồi diệt một cách thích ứng. Lộ ý với động lực thiện hợp trí phản kháng chi thiền. Bắt cho quách khả năng quỳ thí. Tái hiện nhiều lượt rồi diệt một cách thích ứng. Tức là lộ ý phát sanh với động lực thiện hợp trí ha. Phản kháng là chi thiền, tức là nhìn lại quán sát là chi thiền ha. Rồi tái hiện nó làm đi lại rất là nhiều lần rồi nó mới diệt sau cái lộ đắc thiền thì nó dò như vậy. Tóm được quý vị hiểu cái này không? Tức là khi người đắc thiền xong rồi sau đó là lộ phản kháng chi thiền, tức là lộ quay quán lại, quay nhìn lại phản kháng lại, nhìn lại những cái chi thiền mình chứng đắc, cái thiền não mình đã diệt ha, vân vân ha. Thì đó là lộ phản kháng chi thiền. Rồi xuống dòng từ sơ thiền đến tứ thiền, mở ngoặc thiền năm bậc, mở ngoặc từ sơ thiền đến tứ thiền, mở ngoặc thiền năm bậc, mở ngoặc. Từ sơ thiền đến tứ thiền, thiền năm bậc. Các động lực chuẩn bị cẩn hành thuận thứ bỏ bực là thọ hỷ. Các động lực chuẩn bị cẩn hành thuận thứ bỏ bực là thọ hỷ. Rồi xuống dòng, tức là từ sơ thiền đến tứ thiền ha. Nếu mà tính theo năm bậc, tức là sơ nhị tam tứ ngũ thiền, thì từ 1 tới 4 thì cái động lực của nó là chuẩn bị cận hành thuận thứ bỏ bực. Năm cái động lực này, năm sắc na này phải là thọ hỷ, chứ không thể thọ xả được ha.
Rồi từ ngũ thiền sắc giới đến vô sắc giới thì động lực là thọ xả. Rồi ngũ thiền sắc giới là thọ xả, vô sắc giới cũng là thọ xả luôn. Thì từ ngũ thiền sắc giới đến vô sắc giới thì động lực chuẩn bị hành động thứ ba bậc phải là thọ xả. Rồi, đó là hai cái vấn đề để chúng ta xác định một cách rõ ràng ha. Tức là từ sơ thiền tới tứ thiền thì các động lực của nó là chuẩn bị, cận hành, thuận thứ, bỏ bực, phải là thọ hỷ. Bởi vì sơ thiền là có tầm, tứ hỷ, lạc định, nhị thiền thì bỏ tầm, còn tứ hỷ, lạc định, tam thiền bỏ tứ, còn hỷ, lạc định, tứ thiền bỏ hỷ, còn lạc định, tức là vẫn còn có hỷ đúng không á. Cho nên bốn cái tầng thiền này còn là phải là thọ hỷ. Rồi ngũ thiền sắc giới là phải là thọ xả, tức là vô sắc giới cũng phải là thọ xả luôn, tức là chuẩn bị hành tứ bỏ bực phải là thọ xả. Được chưa? Nắm được không quý vị? Alo cho biết đi. Được ha, ok ha, rồi giờ đánh cái bông bự đầu dòng ha. Lộ đắc thiền chỉ với năm sát na động tốc. Lộ đắc thiền chỉ với năm sát na động tốc, chuẩn bị cận hành đúng thứ bỏ bực thiền năm sát na ha. Lộ đắc thiền chỉ với năm sát na động tốc, chuẩn bị cận hành đúng thứ bỏ bực thiền. Quý vị nghe mà, alo. Đã hết nghe rồi. Còn nghe không? Alo, 1, 2, 3. Nghe mà. Còn nghe thì giờ quýnh như zero lên là sao? Lộ đắc thiền chỉ với năm sát na động tốc. Lộ đắc thiền chỉ với năm sát na động tốc. Nhanh quá là lướt sóng luôn hả? Vượt bức tường âm thanh luôn. Vượt bức tường âm thanh. Xuyên qua máy nó giọt mất luôn, không nghe được âm thanh, siêu tốc. Lộ đắc thiền chỉ với năm sắc nào động tốc. Và mình kiểm lại mình thấy là đắc thiền chỉ có chuẩn bị, cận hành, thượng thứ là 3, bỏ bực là 4, thiền là 5, năm sắc nào động tốc thôi. Rồi, đó là lộ thì năm sắc na động tốc. Rồi xuống dòng ha. Có 3 trường hợp với năm sắc na động tốc. Hai chấm. Có 3 trường hợp với năm sắc na động tốc. Dòng 1. Bị hôn mê bất tỉnh. Bị hôn mê bất tỉnh. Hai. Sắp lâm chung. Sắp lâm chung. Ba, Đức Phật thị hiện song thông. Đức Phật thị hiện song thông. Thì có ba cái trường hợp mà nó có năm sắc nào động tốc, nó cũng giống như là đắc thiền ha, nhưng mà nó khác. Ba trường hợp này là thứ nhất là bị hôn mê bất tỉnh, là khi một người mà bị sắp rớt vô hôn mê, là bị giống như mà bị xỉu,
Thì trước khi xỉu là nó năm cái động tóc, dĩ năm động tóc sẽ lên cho ông cái xỉu luôn. Đó là trường hợp mà bị hôn mê bất tỉnh. Rồi còn người mà sắp lâm chung, sắp giảng tồn ha, thì giờ phút cuối cùng nó lộ cận tử, nó cũng chỉ với năm sắc là động tóc thôi, rồi sau cũng tử, là sắp lâm chung. Rồi cái thứ ba là khi mà Đức Phật ngài thể hiện sáu thông, một nước lửa, nước lửa phun ra đó, thì lúc đó ngài chỉ sử dụng năm sắc là động tóc để thực hiện một lượt hai cái thông như vậy ha. Đó là trường hợp chỉ có Đức Phật mới làm được vấn đề này ha. Thì như vậy chúng ta thấy có ba cái trường hợp mà sử dụng với năm sắc là động tóc, nó không có giống, nó không có liên hệ gì đến vấn đề mà đắc định đắc thiền đây hết. Nó hoàn toàn khác hẳn ha. Lộ đắc thiền nó cũng khác với lộ ý ý môn, lộ ý dục giới cũng vậy. Lộ ý mà thuộc dục giới đó, là nó phải có bảy sắc là động tóc, nhưng mà khi mà đắc thiền là nó chỉ có năm sắc là động tóc thôi, nó có sự khác như vậy. Cho nên có những cái trường hợp nó đặc biệt là nó giống như cái năm sắc là động tóc, nhưng mà nó không phải là đắc thiền. Nó chỉ những lúc mà bị hôn mê hoặc là lâm chung, hoặc là Đức Phật thì hiện xem không như vậy thôi. Đó là cho chúng ta biết là về ba cái trường hợp mà có năm cái sắc là động tóc mà không phải là trường hợp đắc thiền, nó có sự khác biệt như vậy. Anh được chưa? Rồi sự khác biệt cảnh thiền hai chấm, sự khác biệt cảnh thiền. Sự khác biệt cảnh thiền là đấy, ở đây bắt đầu nói cho mình biết có những sự khác biệt khi mà bước vào cái cảnh thiền, nó có sự khác biệt nhỏ chút xíu ha. Rồi xuống dòng quan tướng cận định, quan tướng cận định do chướng ngại của tham dục cái nên không chói sáng bằng quan tướng sơ thiền. Quan tướng cận định do chướng ngại của tham dục cái nên không sáng chói bằng quan tướng sơ thiền, là cái thứ nhất. Đây là cái quan tướng, cái đề mục mà tu tập thiền chỉ đó, cái quan tướng cận định nó phát sanh, nó vẫn còn bị chướng ngại bởi do cái dục tham nó còn ảnh hưởng rất là mạnh, cho nên nó không có một cái sự chói sáng như một người mà đắc được sơ thiền, nó khác cho đó. Cũng là quan tướng, nhưng mà cận định thì nó yếu hơn là cái quan tướng của sơ thiền. Rồi, quan tướng sơ thiền còn chướng ngại tâm chấm 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 giống như trên ha, nên không chói sáng bằng quan tướng của nhị thiền. Quan tướng sơ thiền còn chướng ngại tâm nên không chói sáng bằng quan tướng của nhị thiền. Vậy đó, ghi rõ luôn nha. Quan tướng sơ thiền còn chướng ngại tầm nên không chói sáng bằng quan tướng nhị thiền. Rồi, tức là khi mà cái quan tướng của người mà đắc sơ thiền á, đắc vô sơ thiền, bởi vì quan tướng của sơ thiền á, người ta nói là nó còn bị cái do cái chi tâm này nó làm cản trở á, vô đắc sơ thiền nó còn phải nặng nề á, do giống như giờ mình làm việc gì chưa có thuần thục á, mình còn phải tầm phải cố gắng dữ lắm á. Cho nên cái quan tướng của cái sơ thiền này nó còn bị cái tâm nó làm chướng ngại. Nó không có chói sáng như là cái quan tướng của nhị thiền, nó không có là giống như là mình làm gì mà nó chưa có thuần thục, nó vẫn không bằng một người đã thuần thục, nó khác. Thì giờ quan tướng sơ thiền nó có chướng ngại tâm, nó làm không có chói sáng bằng cái quan tướng của nhị thiền. Rồi quan tướng của nhị thiền còn chướng ngại tứ nên không chói sáng bằng quan tướng của tam thiền. Cũng giống vậy ha, quan tướng nhị thiền thì còn chướng ngại tứ, mình chấm 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 như vậy cho nó gọn đi. Quan tướng nhị thiền còn chướng ngại tứ chấm 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 chấm
rồi quan tướng tam thiền còn chướng ngại hỷ chấm 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 chấm. Rồi quan tướng tứ thiền còn chướng ngại lạc chấm 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 chấm. Rồi như vậy người ta so sánh cho mình thấy cái sự khác biệt trong cái cảnh thiền, để cho mình hiểu rõ là những cái sự mà chói sáng nó khác nhau của từ cái vấn đề mà trước khi bước vào đắc thiền thì cái quan tướng của cái cận định, cái đề mục cận định nó còn chướng ngại do bởi cái tâm của còn dính vào đời sống dục giới, còn dính vào những cái tham dục, cho nên nó không có chói sáng, nó vẫn còn bị giống như là mặt trăng mà vẫn còn bị án mây mờ, nó không chói sáng bằng cái quan tướng sơ thiền. Còn người mà đắc sơ thiền thì cái quan tướng của họ không có chói sáng bằng người đắc nhị thiền. Lên từ 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 nhị thiền thì còn cũng bị chướng ngại tứ nên không chói sáng bằng tam thiền. Tam thiền chướng ngại hỷ không chói sáng bằng tứ thiền, mà tứ thiền chướng ngại lạc không chói sáng bằng ngũ thiền. Thì những vấn đề này cho chúng ta thấy rằng cái sự mà nâng cấp lên từ 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 á, giống như trong cái đời sống hàng ngày mình khi mà mình làm cái gì đó, giống như giờ mình mới biết nấu ăn thì mới lúc đầu bước vô để nấu ăn thì nó trở ngại dữ lắm. Chúng tôi chẳng hạn như vô mình ngồi đó mình lục lọi mình bị trở ngại đủ thứ chuyện, mình khó mà hoàn chỉnh được. Nhưng mà khi mình làm thuần thục được chút cái mình nó khá hơn, càng lúc nó càng khá hơn, nhưng mà nó vẫn còn lẫn cộng. Lên càng cao thì bắt đầu nó bớt giảm, bớt là thì càng ngày nó càng nhẹ nhàng chói sáng hơn. Thì như vậy như thế nào thì cái sự khác biệt cảnh thiền cũng giúp cho mình thấy được cái vấn đề mà trở ngại. Quan tướng giờ này hỏi quan tướng là gì trời, và cái đề mục mà tu thiền chỉ đó, hầu như mình lấy cái casino đất đất mình tu mình niệm đất cái casino đó là thuộc về là sơ tướng. Vô cái hình ảnh mình nhắm mắt lại cái sơ tướng nó mới hiện ra trong đầu mình, lúc đầu là coi như là marinikama là tạo tướng ha, là nó hiện lên cái vòng tròn, nhưng mà lúc đó nó vẫn còn thô, vẫn còn này kia. Nhưng mà tới một lúc nào mình niệm riết cái vòng tròn nó sáng, trong sáng sáng, cái mặt sáng không còn bị tì vết, thì cái vòng tròn sáng là được gọi là quan tướng. Ủa học cái thiện dữ học cái đó giờ không biết được cái đó ta. Thì cái quan tướng là cái ánh sáng, cái đề mục của ví dụ cái đất, cái vòng tròn đất thì nó hiện thành một cái mặt trăng, giống như mặt trăng mặt sáng chói láng phẳng, thì cái đó được gọi là cái quan tướng, là đối tượng của cái tâm mà để mà lương vô đó mà đắc định. Bây giờ mình tu mình luyện mình tới lúc đó mình thấy được cái đó nó hiện trước mặt mình á, vòng tròn sáng mà. Mình niệm nhìn cái quan tướng đó, mình tập trung tư tưởng vô đó đắc được sơ thiền, thì lúc đó coi như là mình đắc được thiền. Thì về thử là nhắm mắt lại cái niệm rồi có đắc được không? Đắc được phải ra ha, đắc được sơ thiền cái phải rồi. Rồi đó là cái vấn đề cho chúng ta thấy những cái sự khác biệt nâng cấp lên từ từ. Bất cứ vấn đề nào cũng vậy, nó trong cái đời sống hàng ngày, những cái đời sống bình thường mình cũng vậy, nó cũng phải lên từ từ có những cấp bậc khác nhau, và cấp bậc này nó cũng ảnh hưởng đến rất là nhiều cái kinh nghiệm của cái đời sống. Trong cái đời sống hàng ngày của mình, nếu mà mình có cái sự mà thuần thục do nhiều đời nhiều kiếp mình đã có từng tập này, thì nó giảm bớt những cái chướng ngại rất là nhiều. Còn nếu mà thiếu thì nó gây chướng ngại cũng rất là nhiều. Ngại như giờ kiếp trước mình thiếu tu về thiền chỉ, giờ mình vô khó lắm, mình vô cái thiền chỉ khó. Nếu như phải tập lại từ đầu, tập từ lại cho tới khi nào thuần thục thì nó mới là cái tạo tướng, rồi tới cái quan tướng nó mới phát sinh được. Còn không thôi rất là khó, mình phải tập cho nó được nhuần nhuyễn tới mức độ mà vô cận định được. Vô cận định được xong luyện tập tới lui hoài cho tới khi nào đắc được sơ thiền. Đắc được sơ thiền xong cái này xuất nhập sinh, làm hoài là cho nó thuần thục. Nhập sức luyện như cho nó quen thường thục sơ thiền xong cái bắt đầu mình loại bỏ cái gì tập, bước lên cái nhị thiền, và nhập sức nhị thiền rồi loại bỏ tứ,
Rồi mình bước qua tam thiền loại bỏ hỷ, bước qua tứ thiền loại bỏ lạc luôn, đắc vô ngũ thiền. Đắc vô ngũ thiền là chỉ còn xả với định thôi. Thì lúc đó là người đã thuần thục về thiền. Khi đắc được ngũ thiền là giống như mình đắc được cái tối cao của thiền chỉ về thiền sát giới. Đó là mình ngồi xuống nhắm mắt lại cái là liêm diêm là vô liền ha. Thì giờ thiền chủ giao bộ nhắm mắt lại cái mình niệm ngũ thiền, ngũ thiền, ngũ thiền, thiền thiền lát kêu đắc, đắc ngũ thiền thiệt. Thiệt mà thử ai thử đắc ngũ thiền không? Ngủ thiệt thì ngủ thiệt, nó niệm ngủ 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 là ngủ thiệt, đắc ngủ thiệt. Đó, thì nó cái nó lẹ nhất. Cái đó là nổ đâm đớp, nhìn nó đèn nhau nghe nhau thấy nổ đâm đớp. Và bây giờ chúng ta thấy khi mình đi vô những cái cảnh thiền thì mình thấy có những cái rất là logic ha, để cho chúng ta thấy là nó không phải là một cái gì đó mà bất khả thi, nó vẫn có thể làm được như thường, nhưng mà nó rất là khó nếu mà chúng ta không có cái sự thuần thục thì rất là khó có tu tập. Rồi như vậy hôm nay mình học tới đây thôi. À, ở đây từ sau là mình đi vô lộ đắc đạo. Giờ đắc thiền trước đi ha, đắc thiền xong xuôi xong rồi chuyển qua vô thiền quán đắc đạo luôn, thì từ sau chúng ta sẽ đắc đạo. Phần này mình vô ngũ thiền trước đi ha. Rồi do phước báo hôm nay học ở đây, nguyện cầu cho tất cả lưu được năm pháp sống lâu sắc đẹp an vui sức mạnh và sống cái trí tuệ thành tựu chân trí đồng điểm nhau cả thấy. Nam mô Phật Thầy Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô. Dạ, sa thú lành thai. Nhật Quỳnh xin thay mặt đại chúng đông đông thành kính tri ân thầy kinh đã giảng dạy bài học ngày hôm nay, để cho đạo tràng học hiểu để hành theo cái được sự lợi ích ngay hiện tại và được chữ sự an vui lâu dài. Dạ, đắc thì chưa đắc đâu, nhưng mà hiểu chút chút để làm duyên cho mai sau. Và một lần nữa thì Nhật Quỳnh xin thay mặt đạo tràng kính tri ân thầy kinh rất là nhiều. Nam mô Bích Tha Giá. Dạ, con cùng thỉnh ngài Trí Đức cho con một tín hiệu ạ. Nếu ngài có trở lại đạo tràng, ngài cho con xin một tín hiệu để sau khi chúng con thỉnh pháp sau, chúng con sám hối cùng thỉnh ngài chúc phúc cho rùm ạ. Tại lúc này cái máy của sự bị hư, sự đi vào cái máy khác, nên con không biết ngài có nghe được âm thanh con không, bạch ngài. Dạ, ngài cho con một tín hiệu để con sám hối sau khi thính pháp ạ. Dạ, con cứ sám hối đi, là nếu có ngài trở lại thì con cũng thỉnh ngài. Dạ, Nhật Quỳnh kính mời quý vị cùng với Nhật Quỳnh sám hối sau khi thính pháp ạ. Ô tam ăn ghê na quạnh đê hăng bà đa phần xâm bà ruột tam ăn Bụt thệ vô khả lì tâu đô sơ bụt thô khâm mạ tu tăng mà măng. Con đem hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ vi trần dĩ chân Đức Phật là đấng chi tôn chi thanh. Các tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến Phật bảo, cúi xin Phật bảo xa tội lỗi ấy cho con. Uất tam ăn ghê na quạnh đê hăng thẩm anh cha đức quý thăng hòa răng thẩm mê vô kha li tô đổ sâu thẩm mô khâm ma tu tăng ma măng. Con đem hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ hai hạng pháp bảo là pháp học và pháp hành. Các tội lỗi mà con đã vô ý phạm nên pháp bảo, cúi xin pháp bảo xa tội lỗi ấy cho con. Uất tam ăn ghê na quạnh đê hăng sẵn khanh cha đức quý thất tam ăn sẵn khê vô kha li tô đô sâu sẵn khô khâm ma tu tăng ma măng. Con đem hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ hai bậc tăng bảo là phàm tăng và thánh tăng. Các tội mà con đã vô ý phạm nên tăng bảo, cúi xin tăng bảo xa tội lỗi ấy cho con. Dạ, con một lần nữa thành kính đảnh lễ cùng thỉnh ngài Trí Đức ạ, cho con xin một tín hiệu ạ. Dạ.